Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu các bác chiếc máy lọc khí Panasonic VF65. Con này có cái màu đen các bác nhé. Bên em đã làm hình thức đẹp vẽ long lanh rồi. VF65 dùng cho phòng khoảng 40m² trở lại. VF65 59W. Hình thức trước sau bóng loáng. Đầy đủ các tính năng khóa trẻ em, Eco Navi, các chức năng điều chỉnh cửa dâng cửa vẫy này, điều chỉnh tốc độ lọc, 3 chế độ lọc không khí bù ẩm, đèn báo Eco Navi báo phần trăm độ ẩm này, báo cảm biến bụi mùi. Chiếc này đi theo cái màng zin vẫn còn khá là đẹp thôi nhé, giấy còn rất là trắng, nó hơi bị nhăn đây tí thôi nhưng không ảnh hưởng gì đâu ạ. Giấy còn rất là đẹp. Trong này là màng than. Một con máy VF65 màu đen. Con này thì em bán là 2,3 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Máy đã được đấu biến áp điện 220V rồi. Đấy. Bên đây là bình nước bù ẩm. Màng tồn theo máy còn khá là đẹp, trắng, xốp. Những ngày hanh khô thì các bác cho nước vào bình bù ẩm. Đấy, ví dụ như hôm nay cái thời điểm quay này thì độ ẩm xuống còn khá thấp này, 40%. Đấy, một con máy rất là ok này. Xem chất lượng không khí hôm nay nó như thế nào ạ. Ngày thời tiết ở miền Bắc này trở gió. Chất lượng không khí rất là tốt. Ở ngưỡng rất an toàn. Cho vào máy nó xuống thấp thêm đấy, gần như tuyệt đối các bác nhé. Một con máy VF65 giá 2,3 triệu, bảo hành 1 năm. Chào các bác.